Bài thơ gà con biến mất. Chủ nhật vịt đến nhà, rủ gà chơi trốn tìm. Vịt con cười vui vẻ, trò chơi này mình mê. Gà nhớ kiếm kỹ nha, oẳng tù tì gà thắng. Bây giờ trốn nơi đâu, gà nghỉ ngay cái tủ. Vịt chẳng tìm ra đâu, vịt ta ngẩn cái đầu. Vừa đi tìm vừa nói, gà ơi gà ở đâu, ta tìm hoài chẳng thấy. Vịt hoảng hốt gọi to, cả nhà rối rít lo. Hồi sau nghe tiếng khóc từ bên trong tủ đồ, thì ra cửa bị kẹt, không mở được ra vô. Nhốt gà con trong ấy, thế là kể từ đấy gà sợ trốn tủ luôn. À các bạn ơi, trò chơi trốn tìm rất là vui phải không? À bạn nhỏ nào cũng thích chơi trò chơi trốn tìm ấy. Một bạn đi tìm và những khác bạn khác đi trốn. À, nhưng khi bạn gà nè, bạn gà với bạn vịt chơi trốn tìm, nhưng bạn nào đã trốn vào tủ phải không? Gà đã trốn vào cái tủ để vịt không có tìm ra. Nhưng chính vì bạn gà trốn kỹ quá nên bạn vịt đi tìm, họ gọi hoài, gà ơi, nhưng tìm không ra. Và bạn gà cũng muốn ra nữa, bởi vì ngồi trong đó quá lâu, nhưng cái cửa tủ bị kẹt rồi, không mở được nữa. Thế là bạn gà bị nhốt trong đấy. Các con thấy nè, khi mình chơi trốn tìm, mình có được trốn kỹ quá không các con? Trong bài thơ này, gà từ đó đã sợ trốn tủ luôn sau khi được những người xung quanh cứu. Còn những tình huống khác thì mình không lường trước được. Vì vậy các bạn cần biết khi chơi trốn tìm, mình phải biết trốn ở nơi nào không nguy hiểm và đừng trốn kỹ quá nha các con, mọi người sẽ không tìm được mình đó. Gà con biến mất. Chủ nhật vịt đến nhà, rủ gà chơi trốn tìm. Vịt con cười vui vẻ, trò chơi này mình mê. Gà nhớ kiếm kỹ nha, oẳng tù tì gà thắng. Bây giờ trốn nơi đâu, gà nghỉ ngay cái tủ. Vịt chẳng tìm ra đâu, vịt ta ngẩn cái đầu. Vừa đi tìm vừa nói, gà ơi gà ở đâu, ta tìm hoài chẳng thấy. Vịt hoảng hốt gọi to, cả nhà rối rít lo. Hồi sau nghe tiếng khóc từ bên trong tủ đồ, thì ra cửa bị kẹt, không mở được ra vô. Nhốt gà con trong ấy, thế là kể từ đấy gà sợ trốn tủ luôn. Và các bạn thấy rằng nè, qua bài thơ này bạn gà cũng đã nhanh trí, biết la lên để mọi người tới cứu mình nè. Còn các bạn cũng vậy nha, khi các bạn gặp nguy hiểm, các bạn cần phải biết la lên, tạo ra tiếng động để mọi người đến cứu mình nha các bạn. Cô chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn có những buổi đọc sách với ba mẹ mình thật là ấm áp, trìu mến và hạnh phúc nha. Cô chào tạm biệt.